Chào mọi người, rất vui được gặp lại mọi người trong video mới. Đây là video thứ 3 trong series hướng dẫn tặng vật liệu ASIC của mình. Nếu bạn chỉ coi hai video đầu tiên, hãy click vào link mình để dưới phần mô tả. Trong video này, mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo ra vật liệu của lá cây, da và vải. Trong thư viện ASICAP đã có sẵn thư viện cây, nhưng số lượng cây có hạn nên ứng dụng để thiết kế và diễn họa chưa thực sự tốt. Vì thế, mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng model cây SketchUp và tự tạo vật liệu lá cây theo mong muốn. Ok, trước khi làm việc thì chúng ta sẽ ngâm một chút kiến thức nào. Lá cây và cỏ sở dĩ có màu xanh là bởi vì trong lá cây của chúng có rất nhiều các hạt màu xanh, chất diệp lục. Nó sử dụng nước, không khí, ánh sáng mặt trời để tạo ra chất dinh dưỡng cần thiết cho thực vật. Thông thường, chất diệp lục của thực vật cao cấp không phải là hợp chất tồn tại đơn lẻ, mà là hai chất diệp lục khác nhau, là chất diệp lục A và chất diệp lục B được trộn lẫn với nhau tạo nên. Chất diệp lục A là màu xanh lam, chất diệp lục B là màu xanh vàng, thành ra chúng ta thường thấy lá cây màu xanh hoặc là màu xanh vàng. Ngoài ra, lá cây mới mọc thường có màu xanh nhạt, đó là vì chất diệp lục trong lá cây mới mọc rất ít. Khi chúng lớn, chất diệp lục trong chúng trở nên nhiều hơn. Hơn thế, chất diệp lục trong phần trên của chiếc lá hướng về phía mặt trời sẽ có nhiều hơn phần dưới chiếc lá hướng về phía mặt đất. Đây là nguyên nhân tại sao hai mặt của một chiếc lá có màu đậm, nhạt khác nhau. Tuy nhiên, diệp lục không phải là loại sắc tố duy nhất trong lá cây. Một số sắc tố khác tìm thấy trong lục lạp của nhiều loại cây thực vật đó là carotene. Carotene có khả năng hấp thụ ánh sáng xanh dương, xanh ngọc. Vì vậy, ánh sáng phản xạ từ lá trở lại mắt người sẽ có màu vàng hoặc cam. Còn sắc tố anthocyanin cho lá cây màu đỏ. Đầu tiên, mình chọn vật liệu lá. Sau đó bật bảng setting vật liệu landscape lên. Ở type mình chọn foliage. Ở đây, foliage có nghĩa là tán lá. Khi mình chọn foliage đồng nghĩa với việc lá của mình sẽ cho phép ánh sáng đi xuyên qua. Bạn có thể thấy. Tiếp tục với cây này, mình đang muốn tạo ra một loại cây mới chấm lá, lá non, thì mình sẽ bắt đầu kéo phần Rosinic lên cho lá cây bắt đầu có độ bóng. Kéo một tí specular. Tiếp tục mình có thể sử dụng phần Edit ở tab Material của SketchUp để huê màu. Đây là thanh huê. Bạn có thể bắt đầu huê màu bằng cách là kích đơn vị hoặc là nhập số. Ví dụ ở đây mình muốn cái lá cây nó vàng hơn thì mình có thể giảm cái số này xuống. Mình có thể nhập là 73. Bạn có thể thấy lá cây bắt đầu vàng xuống. Hoặc là mình có thể nhập vào số 20. Thì lá bắt đầu đổi thành màu cam. Tùy thuộc vào màu sắc lá mà bạn muốn tạo ra, bạn có thể huê màu theo ý muốn của mình. Thì ở đây mình vẫn muốn cái lá cây của mình màu xanh. Thì bắt đầu mình sẽ huê lại là khoảng 70. Ok, vì phần map này nó đã có phần boom rồi, mình sẽ không cần boom map nữa. Tiếp tục, chúng ta đến với một vật liệu lá tiếp theo. Ví dụ như là lá cây này. Mình sẽ chọn vật liệu lá. Bật bảng setting vật liệu lên. Ở đây, type mình vẫn chọn là foliage. Tiếp tục kéo Rosinic lên để tạo độ bóng. Trong phần bơm mình sẽ sử dụng lung map albedo và điều chỉnh. Khá là ok. Mình có thể sử dụng phần huê để huê màu. Vì là cây dây leo, thành ra lá cây nó sẽ có màu xanh lam nhiều hơn. Mình sẽ huê qua màu xanh lam. Bạn có thể sử dụng phần saturation để kéo độ tươi màu xuống.
và phần Lightning để kéo phần sáng tối. Ví dụ như thế này. Ok, vậy là cách đơn giản để mình tạo ra lá cây. Hãy nhớ tùy thuộc vào từng loại lá và khí hậu khác nhau thì mình sẽ có vật liệu lá khác nhau và màu sắc khác nhau. Tiếp đến mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo ra vật liệu da. Thì đây là một cái ghế sofa. Mình bắt đầu chấm màu của ghế. Và trong Albedo mình sẽ chọn cái map là một cái map da kiểu thế này. Và map này là sẽ là map trùng lập được. Mình open map. Thì các bạn có thể thấy được là cái map nó đang bị quá to. Mình sẽ qua bên video và chỉnh cái phần kích thước của map. Mình sẽ tới gần để mọi người cùng xem. Ok, đây là map da. Thì kích thước khá là hợp lý rồi. Thì bắt đầu mình sẽ qua bên bảng General. Thì ở cầu Grotnik, mình sẽ kéo Grotnik lên để có một độ bóng nhất định. Ở phần bơm mình sẽ add new albedo, sau đó sử dụng ngàm để mà chỉnh sửa. Thì có thể mình phải đi tới gần hơn. Kéo lên xuống để biết được là đường vân đúng hay sai. Ok, như thế này nó sẽ là đúng hướng. Ok, cơ bản là mình sẽ thể hiện được một map da như thế này rồi. Thì đối với vật liệu da, theo bản thân mình thì nên kéo thêm phần specular lên, vì đây là phần liên quan tới độ phản xạ của những vật liệu phi kim. Thì da khi người ta sản xuất thì người ta có đánh bóng cái da lên, thành ra da nó sẽ rất là bóng. Ví dụ như thế này. Kéo thêm tí nữa. Ok. Rất là đơn giản đúng không nào? Vậy là mình đã hướng dẫn các bạn tạo ra một vật liệu da cơ bản. Bạn có thể tìm hiểu thêm những cái thông tin khác về những cái bộ map như thế này. Bạn có thể tạo ra một vật liệu da tương đối đẹp hơn. Mình có thể add cho các bạn xem. Ok, vậy là mình đã được một loại da theo kiểu là chọn map. Tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo ra vật liệu vải. Đây là phần quan trọng nhất của video này. Các bạn chú ý xem cái phần này nhé. Sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo ra một vật liệu vải đơn giản. Mình sẽ chấm màu vải. Bật setting vật liệu lên. Sử dụng map albedo và map bơm. Và bơm bề mặt của vải. Tiếp theo là thêm Grotnik. Giảm specular. Thế là mình đã tạo ra một map vải đơn giản. Sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo ra vật liệu vải có họa tiết. Mình sẽ làm trên cái rèm này nhé. Đầu tiên mình sẽ chọn vật liệu. Úp một map họa tiết vào phần texture ở phần albedo. Ví dụ như là map này đi. Hiện tại bạn thấy bên cái rèm của mình chưa có thấy xuất hiện một cái họa tiết nào cả. Và đang thấy nó bị sọc đường này như thế này. Thì mình có thể qua bên albedo chỉnh sửa kích thước xem sao. Ví dụ mình nhập là như thế này. Các bạn vẫn chưa thấy cái họa tiết của mình. Thì đây là do cái lỗi về phần UV map. Mình hãy sử dụng một plugin. Một plugin là Sketch UV. Vì của mình là vào chọn trong cái vật liệu vải này. Và dùng lệnh Sketch UV để UV nó. Các bạn chờ trong giây lát. Ok, khi mình bắt đầu sử dụng Sketch UV
thì các bạn đã có thể thấy được là map của mình đã có trên cái bề mặt của vải rồi. Tiếp tục mình lại điều chỉnh kích thước, có thể là rộng nó sẽ là 3.5. Ok, bắt đầu có họa tiết rồi đó. Mình có thể hoe cái màu này thành một cái màu xám hơn so với cái màu rèm màu trắng phía trước này, bằng cách là dùng image fader. Mình sẽ hoe nó thành một màu vàng nhẹ như thế này. Hoặc là hiện tại những cái vật liệu mình đang dùng là nó sẽ có màu xanh, màu xanh nhạt, thành ra mình bắt đầu hoe nó thành màu xanh theo cái style màu mình đang chọn. Ok, như thế này đi. Tiếp tục mình sẽ thêm map boom vào phần texture. Mình sẽ chọn một map vải như thế này, open, và bắt đầu các bạn sẽ thấy cái độ boom của nó bắt đầu hiển thị lên. Hiện tại cái độ boom của nó khá là to, mình có thể chỉnh sửa lại kích thước bên phần boom, ví dụ như là 0.1. Hơi nhỏ. Có như thế này đi. Và điều chỉnh cái độ boom thêm một chút roughness, tăng hoặc giảm specular theo ý muốn của mình. Ok, vậy là mình đã hướng dẫn các bạn tạo ra vật liệu vải có họa tiết rồi. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo ra vật liệu vải cho ánh sáng xuyên qua. Mình sẽ chọn vật liệu. Vì là vật liệu vải cho ánh sáng xuyên qua nên mình sẽ chọn type của nó là tán lá. Khi chọn tán lá, bạn đã bắt đầu thấy được là ánh sáng đã chiếu xuyên qua cái rèm rồi. Tiếp theo mình sẽ add một cái map vật liệu vào trong phần albedo. Mình sẽ add map này, open. Mình sẽ tới gần. Hiện tại là do cái image fade mình đang là cao, thành ra mình chưa thấy cái map của mình. Mình sẽ kéo cái phần image xuống. Mình có thể xem ở bên file SketchUp để cho rõ ràng hơn. Tương tự, khi mình ốp vật liệu trên một cái rèm đã có sẵn thì sẽ có một cái biểu hiện tượng như thế này. Mình vẫn tiếp tục sử dụng Sketch UV nó. Quét chọn cái rèm, chọn lệnh Sketch UV và Blending Map nó. Chúng ta đợi trong giây lát. Ok, nó đã UV map xong. Bạn có thể nhìn thấy bên Inkscape mình vật liệu đã có vật liệu vải rồi. Hiện tại kích thước đang to, mình sẽ chỉnh kích thước nhỏ lại. Cỡ 0.2 là được. Mình sẽ add map boom. Thêm roughness và specular. Ok, có những cái vải von thì nó có họa tiết và cho ánh sáng xuyên qua, mình có thể nhìn xuyên qua được cái vải đó. Thì sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo ra được cái loại vải mà mình có thể nhìn xuyên qua. Ở phần transparency, mình sẽ add một cái map vào phần texture. Thì map này sẽ là map họa tiết. Mình có thể sử dụng một cái map này đi, này đi, open đó, tới gần thì bạn sẽ bắt đầu thấy được là cái vải của mình, vải von của mình nó bắt đầu có những cái họa tiết có thể nhìn xuyên qua.
bạn có thể qua mát và chỉnh kích cỡ. Mình muốn nó nhỏ lại. Và quay ngang. Mình có thể điều chỉnh chỗ rotation. Có thể nhập số. Ok. Vậy là mình đã có tương đối một cái rèm có thể nhìn xuyên qua được rồi. Mình có thể kéo phần brick net để tạo cho cái phần rèm của mình nhìn xuyên qua nhiều hơn. Theo mình thì cỡ chừng này là được rồi. Theo đúng như cái map là được. Ok, vậy là mình đã hướng dẫn các bạn tạo ra một cái vật liệu vải nhìn xuyên qua được rồi. Trong video này mình chỉ hướng dẫn các bạn căn bản như thế này thôi. Trong các video lần sau mình sẽ hướng dẫn các bạn mẹo nâng cao tạo vật liệu vải để các bạn có thể ứng dụng trong công việc hiệu quả hơn. Bạn thấy video này thế nào? Hãy bình luận cho mình biết nhé. Like, share và đăng ký kênh của mình. Và mình là Quách Minh Tiến. Tạm biệt.